Khi nói về thiên nhiên, đa phần chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh mẹ thiên nhiên gán cho quả đất cảm xúc vui buồn hay giận dữ của một con người, tương ứng với hình ảnh phong cảnh hữu tình hoặc thiên tài khắc nghiệt. Thế nhưng, không mấy ai để ý rằng nếu tự nhiên quanh ta được coi là một con người thì đó cũng có thể là một con người vô cùng thâm hiểm. Thâm hiểm thế nào ư? Thứ mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là hiện tượng các loài ký sinh có khả năng điều khiển hành vi vật chủ. Đúng rồi đấy. Ký sinh trùng, thứ sinh vật sống bám dính trên thân xác của vật chủ khác, rồi dần dần biến vật chủ thành con rối vô tri của chính mình, chính là thứ đáng sợ nhất mà tự nhiên đã và đang diễn ra hàng ngày. Hiện tượng về các loài ký sinh có khả năng điều khiển các vật chủ không hiếm trong tự nhiên. Chủ yếu hiện tượng này xảy ra ở các loài côn trùng, nhưng cũng có những trường hợp còn gây ảnh hưởng đến các loài thú có vú. Các loài ký sinh có khả năng này cũng vô cùng đa dạng, từ các loại virus, vi khuẩn, nấm, giun hay thậm chí các loài côn trùng khác. Hành vi của vật chủ cũng tùy thuộc vào từng trường hợp, nhưng nguyên tắc vẫn là đưa vật chủ vào trạng thái sẵn sàng cho chu kỳ sinh sản tiếp theo. Những loài ký sinh này có thể lặng lẽ tiễn đưa các loài về chầu trời như thế nào? Cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết Ký sinh trùng điều khiển vật chủ, tự nhiên có thể đáng sợ đến mức nào? Của tác giả Davis, đăng tải trên website Spider Room nhé. Video này sẽ có 3 phần, tương ứng với 3 loại ký sinh trùng nổi bật mà tác giả đề cập đến, đó là nấm, giun và đơn bào. Đừng quên chúng mình vẫn đính link bài viết gốc ở phần mô tả của video này cho những ai muốn đọc kỹ hơn về bài viết đầy đủ nhé. Còn bây giờ, hãy bắt đầu video thôi. Ngành kinh tế, khối ngành vận hành thế giới. Cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về ngành kinh tế đã ra mắt tập 2. Vậy người trong một nghề ngành kinh tế có gì tập 2 thì có gì nhỉ? Cập nhật nhu cầu việc làm, mức lương trung bình của từng vị trí trong ngành năm 2022. Mở rộng bức tranh nghề nghiệp trong ngành kinh tế chứ không dừng lại ở những ngành nghề truyền thống. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé. Ophiocordyceps, nấm thây ma. Trong series zombie đình đám gần đây từ Last of Us, hẳn bạn vẫn chưa thôi ám ảnh với tạo hình thây ma với khuôn mặt biến dạng thành chi chít những cây nấm rùng rợn và hành vi lùng sục những con người bình thường để tiếp tục ký sinh lên những người tội nghiệp ấy. Thì Ophiocordyceps chính là loài nấm cùng họ với loài ký sinh trong series phim nói trên. Ophiocordyceps còn được gọi là nấm đông trùng hạ thảo hoặc nấm thây ma, là một loại nấm ký sinh lây nhiễm động vật chân đốt như kiến. Quá trình lây nhiễm bắt đầu khi vật chủ, ở đây là các loài kiến, dính phải các bào tử của loài Ophiocordyceps trong quá trình kiếm ăn. Các bào tử này có thể lớn lên bên trong vật chủ trong khoảng thời gian từ 2 tuần mà không để lộ ra ảnh hưởng bên ngoài. Khi các bào tử đủ lớn, có thể bắt đầu sinh sản cũng là lúc vật chủ bị chiếm lĩnh hoàn toàn và cùng với đó là hành vi của chúng cũng thay đổi theo. Các cá thể kiến bị nhiễm bệnh sẽ tự động rời ra khỏi tổ để đi tìm kiếm địa điểm thuận lợi cho nấm mổ của mình. Loài nấm Ophiocordyceps cần những điều kiện rất cố định cho việc phát triển và sinh sản nên các cá thể nhiễm bệnh luôn tìm tới những địa điểm vô cùng đặc trưng. Ví dụ, các nhà khoa học thấy rằng đối với một loài kiến, các vật chủ thường leo lên những chiếc lá ở độ cao 25cm so với mặt đất. Tại đây, chúng cắn vào những gân lá ở mặt dưới, tránh tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời. Vị trí của những chiếc lá này cũng thường lệch theo hướng bắc, tây bắc so với thân cây. Đây được coi là vị trí thuận lợi đối với sự phát triển của loài Ophiocordyceps. Các sợi nấm hình thành trong khoảng từ 2 đến 9 ngày tiếp theo và thường xuất hiện từ một điểm nhất định ở phía sau đầu của vật chủ. Nấm này tiếp tục phát triển một khoảng thời gian cho tới khi có thể sinh sản ra các bào tử mới và vòng tuần hoàn lại tiếp tục. Vậy, làm thế nào mà loài Ophiocordyceps có thể điều khiển một vật chủ phức tạp như loài kiến để hành động một cách chính xác như vậy? Để tìm hiểu về vấn đề này, các nhà khoa học đã sử dụng mô hình máy tính cùng thuật toán học máy để tìm hiểu về mạng lưới phân bổ của loài này trong cơ thể của những con kiến bị ký sinh. Bất ngờ là, trái lại với dự đoán ban đầu, loài nấm này không hề xâm chiếm não của vật chủ. Ngược lại, chúng được tìm thấy nhiều ở vùng đầu không có não, vùng bụng, phần thân sau và rất nhiều ở chân. Các sợi nấm bắt đầu xâm chiếm các sợi cơ và hình thành một dạng mạng lưới có thể luân chuyển các chất dẫn truyền hóa học, dinh dưỡng và thông tin. Điều này chứng tỏ một điều là loài ký sinh Ophiocordyceps không hề xâm chiếm não bộ mà hoàn toàn phát triển một mạng lưới riêng của nó và điều khiển hành vi bằng cách thay đổi chiếm lấy cơ bắp của vật chủ. Điều này có nghĩa là một khi bị xâm chiếm hoàn toàn, vật chủ giống như một con rối, một tù nhân trong chính thể xác của chúng vậy. Bên cạnh loài Ophiocordyceps, trong tự nhiên cũng có rất nhiều hiện tượng tương tự như trên khi loài ký sinh hoàn toàn zombie hóa vật chủ cho mục đích sinh sản. Leucochloridium paradoxum, giun sán ký sinh. Theo các nhà sinh vật học, giun dẹp ký sinh Leucochloridium paradoxum còn được gọi một cái tên khác là giun dẹp khoang xanh. Loài giun này có vật chủ là các con ốc sên, chúng xâm nhập vào hệ tiêu hóa của ốc sên ngay từ những giai đoạn ấu trùng và tiếp tục sinh sôi nảy nở bên trong cơ thể của ốc sên. Khi vật chủ bị xâm chiếm, loài Leucochloridium sẽ bao chọn lấy một hoặc hai cặp râu của ốc sên và bắt đầu ngọ nguậy.
Loài này sẽ kiểm soát những tế bào thần kinh vận động của vật chủ, biến nạn nhân thành một thây ma. Đồng thời, chúng cũng điều khiển vật chủ bò lên những chỗ cao và thoáng mát, nơi mà hai cặp râu của ốc sên lúc này sẽ hoàn toàn lộ ra ngoài và di chuyển giống như những ấu trùng sâu bướm. Điều này thu hút những con chim hó đói đến ăn những con giun này. Đôi khi, những con chim sẽ kéo các con giun này ra khỏi vật chủ, nên có những trường hợp mà những con sên bị tấn công nó vẫn sống sót. Trong bụng của vật chủ mới, những con giun sẽ trưởng thành và đẻ trứng vào trong phân của những vật chủ. Những con sên sẽ ăn phân của những con chim này và vòng tuần hoàn lại bắt đầu. Toxoplasma gondii, hay coi chừng những hoàng thượng nhà bạn. Toxoplasma gondii là một loại ký sinh trùng đơn bào siêu nhỏ có thể lây nhiễm sang người và các động vật máu nóng khác. Đây là một trong những bệnh nhiễm ký sinh trùng phổ biến nhất ở người, với ước tính cho thấy có tới 1/3 dân số thế giới có thể bị nhiễm bệnh. Tuy ký sinh ở nhiều loài động vật, Toxoplasma gondii có thể sinh sản trong ruột của mèo, chính xác là các hoàng thượng của bạn. Do đó, để duy trì vòng lặp, Toxoplasma gondii thay đổi hành vi của mỗi con chuột bị ký sinh. Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra rằng, thay vì nhận thấy sự hiện diện của nước tiểu của mèo như một tín hiệu nguy hiểm như bản năng của loài chuột thông thường, mỗi cá thể chuột bị nhiễm bệnh thường có xu hướng bị thu hút bởi chúng nhiều hơn và làng vảng xung quanh những khu vực đó. Điều đó khiến cho những cá thể này dễ bị ăn thịt hơn và do đó, loài Toxoplasma gondii có thể đến được môi trường hoàn hảo cho việc sinh sản. Mặc dù việc nhiễm khuẩn Toxoplasma gondii khá là phổ biến ở người và thực tế chúng có thể được tìm thấy khá nhiều ở não, thế nhưng không có nhiều thay đổi đáng kể về hành vi được ghi nhận, ít nhất là không thái quá như những biểu hiện ở trên. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu từ năm 2002, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị liên quan đến tai nạn xe cộ thường có khả năng bị nhiễm Toxoplasma gondii nhiều hơn. Nguyên nhân có thể là do loại vi khuẩn này làm giảm khả năng phản ứng của vật chủ, điều đó khá hợp lý khi đối sánh với loài gặm nhấm bị ảnh hưởng bởi ký sinh đó. Việc giảm khả năng phản ứng có thể khiến vật chủ nói chung dễ bị bắt và ăn thịt hơn. Ngoài ra, cũng có những trường hợp bị nhiễm Toxoplasma gondii phát triển những triệu chứng như là ốm, mệt mỏi. Tuy nhiên, ảnh hưởng của loài ký sinh này lên con người vẫn cần được nghiên cứu nhiều hơn. Tóm lại là, thiên nhiên đúng là có nhiều thứ rất kỳ cục, chúng không hề vô tri mà ngược lại còn có thể vô cùng nguy hiểm và thâm hiểm. Trên nhánh cây của sự tiến hóa, rất nhiều loài đã tạo ra những cơ chế không ngờ tới để đảm bảo sự tồn tại và duy trì nòi giống, như những loài ký sinh mà video vừa đề cập đến. Biết đâu lý do các bạn đang ngồi đây xem video này lúc 2 giờ sáng là do bạn bị ký sinh bởi loài ký sinh trùng nào đó thì uống cà phê và thức khuya thì sao? Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên subscribe cho kênh của Spider Room để đón chờ những nội dung thú vị hơn về tất tần tật những mảng khác nhau từ kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử, thế giới cho tới khoa học, công nghệ, tâm lý, tình cảm, vân vân và mê mê nha. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tới. Peace!